Đám cưới 10 ngày đêm phủ vàng và kim cương của công chúa Brunei. Công chúa Fasila Lubabun, con gái của Quốc vương Brunei, tổ chức tiệc cưới sang trọng kéo dài 10 ngày đêm tại một trong những gia đình hoàng gia giàu nhất thế giới. Từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 1, hoàng gia Brunei đã tổ chức tiệc cưới linh đình cho công chúa Fasila Lubabun 36 tuổi với các sự kiện kéo dài 10 ngày đêm. Cô Fasila Lubabun là con gái thứ 9 trên 12 của nhà vua Hassanan bolkiah 75 tuổi, một trong những người giàu nhất thế giới. Cô đã kết hôn với người chồng Awang Abulan Nabin Mahmud An Hasimi tại chuỗi sự kiện kéo dài suốt hơn một tuần qua. Trước khi thành hôn, công chúa khá kín tiếng và cô chỉ được biết tới là một đội trưởng đội bóng lưới Brunei và là một nhà hoạt động trong lĩnh vực y tế. Chồng của cô cũng được xem là nhân vật khá bí ẩn khi truyền thông chỉ mô tả anh là người nước ngoài đẹp trai. Đám cưới bắt đầu vào ngày 16 tháng 1 với buổi lễ mà quốc vương ban lời chúc phúc tới cặp đôi. Hoạt động liên quan tới tôn giáo của lễ cưới diễn ra hôm 20 tháng 1. Buổi lễ được tổ chức ở nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifudian và chú rể đã tuyên thệ trước những người tham dự, bao gồm cả quốc vương, người đóng vai trò là đại diện của con gái mình tại đám cưới. Buổi lễ được đánh dấu bằng 17 phát đại bác chào mừng. Ngày 23 tháng 1, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ tại đại sảnh rát vàng của cung điện Hoàng gia Brunei, Công chúa và chồng mặc trang phục gấm màu trắng đính toàn kim cương, thể hiện sự giàu có và sang trọng của gia đình hoàng gia Brunei. Công chúa là tốt nghiệp đại học Kingston Anh năm 2008 với bằng nghiên cứu quốc tế. Năm 2015, công chúa lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường kinh doanh quốc tế Haas của Mỹ. Quốc vương Brunei ước tính sở hữu khoản tài sản 20 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu một trong những gia đình hoàng gia giàu nhất thế giới.